Mến chào quý vị khán giả đến với tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi có trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin mới nhất về chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những tin chính sau. Triển vọng tại đắc cử của Trump ngày càng mơ mịt khi những khảo sát liên tục cho kết quả tệ hại Ban tổ chức hủy cuộc tranh luận lần 2 Trump-Biden Nga muốn Donald Trump hay Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ Sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết Thông tin đầu tiên trong bản tin ngày hôm nay Triển vọng tái đắc cử của Trump ngày càng mơ mịt khi những khảo sát liên tục cho kết quả tệ hại Trump tiếp tục gặp khủng hoảng về khảo sát dư luận tuần này khi các kết quả đều xấu hoặc rất tệ với hy vọng tái đắc cử của ông, Nhóm thứ nhất bao gồm các khảo sát cho thấy Tổng thống Donald Trump bị đối thủ Joe Biden dẫn trước, nhưng với cách biệt không quá lớn. Khảo sát của trường luật Mark Ritter cho thấy khoảng cách giữa Trump và Biden là 5 điểm phần trăm ở bang Wisconsin. Trong khi thăm dò của New York Times, Siena College cho thấy cách biệt mà Biden tạo ra ở Nevada là 6 điểm phần trăm và cạnh tranh sát sao ở Ohio, bang có truyền thống nghiêng về phe Cộng hòa. Steven Shepard, bình luận viên của Politico nhận định với nhóm khảo sát đầu, triển vọng tái đắc cử của Trump rất xấu, nhưng ông vẫn còn khe cửa hẹp dẫn tới nhiệm kỳ hai. Ông giữ cách biệt ở mức một con số tại các bang như Wisconsin và đang vươn lên ở Ohio với những bang thường ủng hộ phe Cộng hòa khác. Nhưng nhóm khảo sát thứ hai cho thấy, tổng thống đương nhiệm đang đứng bên bờ vực thất bại lịch sử. Trump đang bị Biden dẫn trước lần lượt 16 và 14 điểm phần trăm trong cuộc khảo sát toàn quốc của CNN, SSRC và NBC News Wall Street Journal. Biden cũng dẫn trước Trump 9 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò của New York Times, Siena College ở bang Arizona. Kết quả khảo sát của Đại học Quinnipiac cũng cho thấy, Biden nới rộng cách biệt ở mức hai con số tại bang Florida và Pennsylvania, hai bang chiến trường quan trọng, đồng thời dẫn trước 5 điểm phần trăm ở Iowa. Tim Malloy, người công bố khảo sát của Đại học Quinnipiac cho biết, Ba bang quan trọng ở ba khu vực khác nhau của đất nước đều có chung một kết quả đáng lo ngại. Hy vọng tái đắc cử của tổng thống ngày càng mờ nhạt. Chỉ riêng việc dẫn trước ở hai bang Florida và Pennsylvania cũng có thể đủ giúp Biden hội đủ đa số phiếu đại cử tri để giành chiến thắng, đồng thời lợi thế ở Wisconsin hoặc Michigan, nơi cách biệt mà Biden tạo ra lên tới 9 điểm phần trăm trong khảo sát của The Trust News tuần này có khả năng giúp Đảng Dân chủ vượt lên dẫn trước. Ngay cả công ty khảo sát Rasmussen Reports mà Trump yêu thích cũng chỉ ra tổng thống Mỹ đang bị đối thủ dân chủ bỏ xa hơn 10 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất. Nhiều chuyên gia cho rằng cuộc tranh luận hỗn loạn giữa tổng thống Trump và ứng viên Biden hôm 29 tháng 9, trong đó ông chủ nhà trắng liên tục ngắt lời đối thủ của mình, cùng việc ông bị nhiễm nCoV sau nhiều tháng đánh giá thấp mối đe dọa của Covid-19 là hai yếu tố dẫn tới cái nhìn tiêu cực của cử tri với ông trong các khảo sát trên. Tuy nhiên, Patrick Murray, giám đốc viện khảo sát đại học Marmot ở New Jersey cho rằng mọi người nên cảnh giác với kết quả khảo sát tiêu cực đối với Trump. Dù chính khảo sát của ông ở Pennsylvania tuần này cho thấy Biden dẫn trước 12 điểm phần trăm, Murray nói, Chúng tôi đã có lúc gặp rất nhiều khó khăn hơn bình thường khi kêu gọi các thành viên lớn tuổi của phe Cộng Hòa tham gia khảo sát. Không ít người đã nói rằng hãy cảnh giác về điều đó. Tổng thống Trump được đánh giá là yếu thế hơn đối thủ Biden trong cuộc đua năm nay, kịch bản giống như 4 năm trước với ứng viên Hillary Clinton. Nhưng nhiều nhà phân tích nhận định còn quá sớm để nói về kết quả bầu cử. Lịch sử cho thấy Tổng thống Trump từng lật ngược thế cờ ngoạn mục trong cuộc bầu cử vào năm 2016. Một tháng trước cuộc bầu cử 2016, Trump đối mặt với bê bối lớn đến mức nhiều người trong Đảng Cộng Hòa kêu gọi ông rút khỏi cuộc đua nhưng chỉ mất 3 ngày, Trump đã xoay chuyển tình thế. Anthony Scaramucci, cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng nói, đừng đánh giá thấp sức bật tinh thần của ông ấy. Nhiều người quen biết tổng thống từng cho rằng ông là người luôn có thái độ không nản lòng trước khủng hoảng, họ thậm chí còn cho rằng lối suy nghĩ của Trump là một siêu năng lực chính trị nếu được khai thác hiệu quả. Nhưng Chris Gleicher, chuyên gia phân tích của CNN không có cùng quan điểm này. Ngược lại, Silesia cho rằng Tổng thống Trump đang hoảng loạn trước cuộc bầu cử. Silesia viết trong bài phân tích trên CNN hôm 7 tháng 10, Cách tốt nhất để hiểu Tổng thống Trump đang nghĩ gì và cảm thấy ra sao vào từ bất kỳ thời điểm nào là thông qua các bài đăng của Twitter của ông ấy. Ngay lúc này, trang Twitter của ông hoàn toàn tràn ngập sự khủng hoảng. Trong khoảng hơn 2 tiếng sáng ngày 7 tháng 10, bắt đầu từ 8 giờ 15, Tổng thống Trump đăng bài và chia sẻ hơn 40 tweet các dòng tweet của Trump tập trung công kích các đối thủ chính trị như Biden hay Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Các cáo buộc phe dân chủ làm hại chiến dịch tranh cử của ông. Silesia nhận xét đây là hành vi bất thường, bất kể bạn có thích Trump hay không. Điều này thậm chí khiến bà Pelosi hoài nghi liệu có phải do tác dụng phụ của các loại thuốc được sử dụng để điều trị COVID-19 cho Tổng thống gây ra. Pelosi nói, tin tôi đi, đã có người cho rằng steroid có thể ảnh hưởng tới năng lực tư duy. Nhà phân tích của CNN cho rằng, hành động bất thường đó của Trump là dấu hiệu cho thấy ông ấy ngày càng tỏ ra hoảng sợ khi nhận ra tình thế của mình trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Silija cũng dẫn chứng thêm tình hình khó khăn của tổng thống Mỹ hiện tại. Sau 4 ngày điều trị tại quân y viện vì, vì nhiễm nCoV, ông ấy trở về Nhà Trắng nơi đang trở thành một cụm dịch COVID-19. Vợ ông ấy dương tính với virus, thư ký báo chí của ông ấy cũng vậy quản lý chiến dịch tranh cử và cố vấn cấp cao Stephen Mueller cùng chung quảnh ngộ. Trong khi đó, các cáo buộc khảo sát kể từ sau cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên cũng ngày càng bất lợi với Trump khi Biden liên tục nới rộng khoảng cách. Silija cho rằng không cần phải chuyên gia về Twitter hay nhà tâm lý học. Những gì mà tổng thống thể hiện trên Twitter đều khiến mọi người dễ dàng thấy được ông đang công kích một cách bừa bãi, khiến tâm trạng tốt hơn và xua đi nỗi lo sợ thất cử. Silija nhận định, Tổng thống đang hoảng loạn về triển vọng chính trị của ông ấy. Chấm hết. Ban tổ chức hủy cuộc tranh luận lần 2 Trump-Biden Reuters ngày 9 tháng 10 dẫn thông cáo của Ủy ban tranh luận Tổng thống Mỹ CPD cho biết cơ quan này đã quyết định hủy kết quả tranh luận lần 2 giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên dân chủ Joe Biden dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 10 tại Miami, Ohio. Như vậy, cuộc tranh luận lần 3 dự kiến tại Nashville vào 22 tháng 10 có thể là cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ứng viên. Thông cáo cho biết sẽ không có cuộc tranh luận vào ngày 15 tháng 10 và CPD sẽ hướng sự chú ý đến chuẩn bị cho cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng vào ngày 22 tháng 10. Quyết định được đưa ra sau 48 giờ tranh cãi giữa CPD và đội ngũ tranh cử của hai ứng viên. CPD thông báo hôm 8 tháng 10 rằng cuộc tranh luận thứ hai nên diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hai ứng viên sẽ tranh luận tại hai địa điểm riêng biệt. CPD nhấn mạnh, việc thay đổi như vậy là xét tới vấn đề sức khỏe và sự an toàn của tất cả những người tham gia giữa lúc đại dịch COVID-19 lây lan ở Nhà Trắng. Trong khi chiến dịch của ông Biden sẵn sàng tham gia một cuộc tranh luận như vậy, chiến dịch của ông Trump phản đối tranh luận trực tiếp, đề nghị lùi ngày tranh luận và thậm chí cáo buộc CPD thiên vị ứng viên dân chủ. Ông Trump nói, Tôi sẽ không lãng phí thời gian trong một cuộc tranh luận trực tuyến. Đó không phải là một cuộc tranh luận. Ngồi sau máy tính và tham gia một cuộc tranh luận. Thật nực cười. Việc hủy tranh luận là một thiệt thòi lớn với ông Trump và đặc biệt khi ông đang bị đối thủ bỏ xa trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc và ở các bang chiến trường. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và ông Biden diễn ra hôm 29 tháng 9, thu hút hơn 37 triệu người xem, song bị coi là khá hỗn loạn vì hai ứng viên ra sức công kích và ngắt lời nhau, ngắt lời người điều phối. Chỉ vài ngày sau cuộc tranh luận này, ông Trump xác nhận mắc COVID-19. Tiếp đó, hàng loạt quan chức trong chính quyền và những người có liên quan cũng được xác định mắc COVID-19. Ông Trump đã kết thúc quá trình điều trị chỉ sau khoảng một tuần, và bác sĩ Nhà Trắng nói rằng ông có thể tham gia các sự kiện cộng đồng từ ngày 10 tháng 10. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều hoài nghi về tình trạng sức khỏe thực sự của chủ nhân Nhà Trắng. Nga muốn đưa Trump hay Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7 tháng 10 công kích giọng điệu bài Nga gay gắt của ông Joe Biden, nhưng lại đánh giá cao bình luận của ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ của Mỹ về vấn đề kiểm soát vũ khí giữa Nga và Mỹ. Tổng thống Putin cho biết, ông cảm thấy tiếc khi ông Trump thất bại trong việc cải thiện mối quan hệ Nga-Mỹ. Nhưng điều này cũng là vì ở Mỹ có một sự nhất trí ở cả hai đảng rằng cần phải kiềm chế sự phát triển của Nga. Một số nhà quan sát cho rằng, Bình luận của Tổng thống Nga Putin dường như là nhằm nhiều mục đích, vừa khéo léo thể hiện sự ủng hộ đối với tổng thống đương nhiệm của Mỹ, vừa tìm mở ra một con đường mới trong trường hợp ông Biden đắc cử. Tuy nhiên, một số chuyên gia dự đoán mối quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ vẫn ảm đạm và Moscow sẽ phải chuẩn bị cho cuộc đối đầu kéo dài ít nhất 4 năm nữa với Washington, bất kể tổng thống Donald Trump hay cựu phó tổng thống Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ tháng 11 tới. Donald Trump với Nga Trong 4 năm qua, chính quyền Tổng thống Trump đã tỏ ra cứng rắn với Nga theo nhiều cách khác nhau. Mỹ liên tục thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức vào công ty Nga, ngăn chặn các dự án khi đốt của Nga ở châu Âu và tìm cách lôi kéo một số nước láng giềng châu Âu của Nga thông qua việc bán vũ khí. Tuy nhiên, cá nhân ông Trump lại là một vấn đề khác. Trong một phiên điều trần trước Quốc hội hồi tháng 9, Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang FBI Christopher Iway cho biết ông tin rằng nga một lần nữa rất tích cực tìm cách tác động đến cuộc bầu cử của mỹ đặc biệt là để hạ thấp ứng viên đảng dân chủ joe biden đối thủ của ông trump trong cuộc đua vào nhà trắng điều này khiến tổng thống trump khó chịu nhưng ông gray không phải là quan chức đầu tiên trong chính quyền mỹ liên hệ thành công chính trị của ông trump với các chiến dịch của nga Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton từng tuyên bố, ông đã lo sợ khi để Tổng thống Trump ở một mình với Tổng thống Nga Putin tại hội nghị thượng đỉnh năm 2018, thậm chí cáo buộc rằng ông Trump không thích nêu vấn đề can thiệp bầu cử trong các cuộc trò chuyện riêng tư giữa ông với nhà lãnh đạo Nga. Chuyên gia về chính sách châu Âu thuộc Viện Brookings, bà Elina Polikakova nói với Today World View rằng, dù chính quyền ông Trump có những bước đi cứng rắn nhằm vào Nga, nhưng Nhà Trắng dưới thời ông Trump đã không thể hiện một lập trường mạnh mẽ chống lại Nga. Theo bà, Nga đã rất khéo léo tận dụng sự mâu thuẫn trong chính sách đối ngoại của chính quyền Trump, cũng như việc bản thân ông Trump dường như không muốn đối đầu với Tổng thống Nga Putin. Joe Biden với Nga Hầu hết các chuyên gia cho rằng nếu đắc cử Tổng thống, ông Biden sẽ gia tăng sức ép với Nga và phối hợp chặt chẽ với các đối tác châu Âu, những nước có đường lối cứng rắn hơn với Nga. Andrei Kortunov, Người đứng đầu Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga do Điện Kremlin sáng lập cho rằng, nếu Biden đắc cử, Nga sẽ phải đối mặt với một mặt trận thống nhất của phương Tây chống Nga. Trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên vào ngày 29 tháng 9, ông Biden đã gọi ông Trump là con rối của Putin, trong khi bác bỏ cáo buộc của Đảng Cộng Hòa cho rằng con trai ông Hunter Biden đã nhận khoản thanh toán bất hợp pháp 3,5 triệu đô la Mỹ từ vợ của cựu thị trưởng Moscow. Trong một chương trình của CNN vào tháng trước, ông Biden đã gọi Nga là đối thủ của Mỹ. TJ Tuckler, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Biden, nói với Axios hồi tháng 9 rằng, chính quyền Biden sẽ đối đầu với Nga, dù chúng tôi sẽ nỗ lực duy trì sự ổn định chiến lược, không giống như chính quyền hiện nay vốn chưa bao giờ coi trọng mối đe dọa từ Nga. Ông Joe Biden sẽ tập hợp các đồng minh của Mỹ trong một mặt trận thống nhất để gian đe Nga. Trump hay Biden đắc cử đều không có lợi cho Nga. Ở Nga, có một quan điểm đồng thuận rằng nếu đắc cử, cả ông Trump và ông Biden đều sẽ không cải thiện quan hệ với Nga. Thậm chí, có phân cực chính trị ngày càng sâu sắc ở Mỹ sẽ gây bất ổn cho việc ra quyết định chính sách đối ngoại của Washington trong tương lai gần. Trong một cuộc hội thảo trực tuyến gần đây, ông Dmitry Chenin thuộc trung tâm Carnegie Moscow nói rằng, cả hai kết quả đều sẽ không tốt cho Nga. Tôi cho rằng mối quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ tiếp tục xấu đi. Nếu ông Trump thắng, Mỹ sẽ tăng cường trừng phạt Nga thậm chí còn chặt chẽ hơn cả năm 2016. Nếu ông Biden thắng, ông ấy sẽ chứng tỏ với thế giới rằng ông ấy không phải là con rối của Putin và ông ấy coi Nga là một vấn đề nghiêm trọng. Ông Andrei Kotunov, giám đốc hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga, một tổ chức tư vấn trực thuộc Bộ Ngoại giao Nga nhận định, kỳ vọng vào quan hệ với Mỹ là rất thấp, bất kể ai giành chiến thắng vào tháng 11 tới. Nhiều người nhận thấy các mối quan hệ sẽ không thể tốt đẹp hơn trong Tây La gần cho đến khi ít nhất là Mỹ thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị trong nước. Tuy nhiên thì mọi thứ chưa chắc đã tồi tệ hơn vì quan hệ nga-mỹ hiện cũng đang ở mức. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ TV.